xung đột Đông Âu ròng rã gần 14 tháng, Ukraine trở thành đấu trường phô diễn của các vũ khí uy lực. Hình ảnh thiết giáp và pháo lửa mặt trời của Nga song kiếm tấn công Ukraine. Đáng chú ý, Nga bất ngờ thị sát hạm đội Thái Bình Dương đặt trong tình trạng báo động cao. Trong khi đó, Ukraine nói sẽ sử dụng bất kỳ loại vũ khí để giành lại Crimea. Kiev nói tìm thấy nhiều linh kiện của Trung Quốc trong vũ khí Nga ở chiến trường. Ở diễn biến khác, Na Uy nói các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất đang tuyển mộ các nguồn tin. Mỹ điều pháo đài bay B-52 tập trận với Hàn Quốc. Ngoại trưởng Đức cảnh báo Trung Quốc không dùng vũ lực ở Đài Loan. Brazil và Trung Quốc ký kết nhiều thỏa thuận sau nhiều năm quan hệ lạnh nhạt. Cháy trung tâm dành cho trẻ em ở Brazil, gần 20 người thương vong. Theo quan chức OECD, công nghệ AI có thể khoét sâu sự bất bình đẳng, chia rẽ trên thế giới. Cụ ông Nam Phi 80 tuổi hoàn thành ước mơ tiến sĩ. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Ngọc rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự quốc tế. Những cập nhật mới nhất liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng các diễn biến xoay quanh chính trường thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Trang quân sự IvaPro ngày 14 tháng 4 đã đăng tải đoạn video cho thấy pháo lửa mặt trời và các phương tiện bọc thép của Nga đã tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine ở Nevenskoye, phía tây Donetsk. Đoạn video quay cảnh tấn công vào một thành trì của Ukraine đã được công bố trên mạng xã hội. Nhóm thiết giáp của lữ đoàn 110 thuộc quân đoàn 1 Donetsk của Nga đã thực hiện chiến dịch tấn công các vị trí của Ukraine. Trong quá trình giao tranh, hệ thống pháo nhiệt áp TOS-1A Sonspeak đã yểm trợ hỏa lực đồng đội. Theo IvaPro, Nga sử dụng máy bay không người lái trinh sát trên không, điều chỉnh tọa độ các cuộc tấn công, hướng hỏa lực vào các vị trí đối phương, phòng tuyến của Ukraine bị tập kích từ các hướng, chịu tác động của nhiều loại vũ khí và không có khả năng chống trả. IvaPro bình luận, đây không phải là lần đầu tiên Nga sử dụng thiết giáp và pháo lửa mặt trời TOS-1A thành công tấn công Ukraine. Giám đốc an ninh Ukraine cho biết Kiev sẽ sử dụng bất kỳ loại vũ khí để giải phóng các khu vực do Nga chiếm đóng, bao gồm cả bán đảo Crimea. Theo Sky News, ông Oleksiy Danilov, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, viết trên Twitter, Crimea là lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi sẽ thử nghiệm và sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào không bị luật pháp quốc tế cấm để giành quyền kiểm soát các lãnh thổ của chúng tôi. Tuyên bố của ông đưa ra giữa lúc Ukraine dự kiến sẽ tung ra một cuộc phản công trong thời gian tới nhằm chiếm lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở phía Nam và phía Đông. Dù phương Tây cung cấp nhiều vũ khí hiện đại cho Ukraine, nhưng Mỹ và các nước châu Âu vẫn chưa gửi cho Kiev vũ khí hạng nặng như máy bay chiến đấu F-16. Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và Tổng thống Ukraine Zelensky đã thề rằng sẽ giành lại kiểm soát bán đảo này. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 14 tháng 4 cho biết Nga sẽ tiến hành các vụ phóng tên lửa và thử nghiệm ngư lôi như một phần của cuộc kiểm tra đột xuất hạm đội Hải quân Thái Bình Dương. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương khi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận chung trên không sau vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên. Mục tiêu chính của cuộc kiểm tra là tăng cường khả năng của lực lượng vũ trang nhằm đối phó với các thách thức từ kẻ thù, ông Shoigu nói trên truyền hình. Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov thông báo lực lượng hải quân Nga sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao trong cuộc tập trận và được triển khai tới các khu vực huấn luyện, nơi các binh sĩ sẽ tiến hành các bài tập chiến đấu. Theo Reuters, cuộc tập trận cũng sẽ mô phỏng cuộc đổ bộ của kẻ thù lên đảo Sakhalin và quần đảo Kuril ở phía nam nước này. Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền một số quần đảo trong số đó. Khi được hỏi về cuộc tập trận, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ bất kỳ mối liên hệ nào với căng thẳng khu vực. Đây là một hoạt động thường lệ và được thực hiện trong những năm gần đây, mục tiêu nhằm duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang, ông Peskov nói trong một cuộc họp báo. Trong một hoạt động quân sự khác, Hải quân Nga đã phóng tên lửa chống hạm siêu thanh vào một mục tiêu giả định ở biển Nhật Bản vào ngày 28 tháng 3. Hồi đầu tháng trước, Nga cũng đã điều máy bay ném bom chiến lược bay qua biển Nhật Bản trong hơn 7 giờ, ngay khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bắt đầu chuyến thăm Ukraine để thể hiện tình đoàn kết với Kiev. Sky News ngày 15 tháng 4 đưa tin,
Tổng thống Vladimir Putin đã ký thành luật thiết lập hệ thống báo nhập ngũ, kỹ thuật số để giúp huy động lính nghĩa vụ hiệu quả hơn, đồng thời ngăn chặn tình trạng trốn quân dịch. Theo luật mới, lệnh nhập ngũ được coi là đã tới tay người nhận ngay sau khi chuyển đi trên các hệ thống như Cổng Thông tin Dịch vụ Công, Gosudlogy của Nga. Người nhận giấy sẽ không được rời Nga và phải tới văn phòng tuyển quân kể từ thời điểm ban hành giấy này. Dự luật nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của Quốc hội Nga khi Moscow chuẩn bị đối phó với cuộc phản công tiềm tàng từ quân đội Ukraine. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết luật mới sẽ giúp giải quyết tình trạng hỗn loạn sau lệnh gọi 300.000 lính nghĩa vụ vào năm ngoái. Được biết, thực hiện nghĩa vụ quân sự là bắt buộc với nam giới Nga trong độ tuổi từ 18 đến 27. Nước này mở hai đợt tuyển lính nghĩa vụ mỗi năm. Ngày 14 tháng 4, một cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky chia sẻ với Reuters rằng Ukraine đang tìm thấy ngày càng nhiều linh kiện của Trung Quốc trong các vũ khí Nga được sử dụng trên chiến trường. Theo Vladislav Vasiyev, các thiết bị điện tử khác nhau đã được tìm thấy trong các vũ khí mà Ukraine thu hồi sau xung đột. Ông nói, các linh kiện do phương Tây sản xuất trở nên ít hơn, giữa lúc nguồn cung bị siết chặt bởi các lệnh trừng phạt. Trung Quốc nhiều lần phủ nhận gửi thiết bị quân sự đến Nga kể từ khi xung đột nổ ra. Chiến dịch quân sự của Moscow đã khiến nhiều nước áp đặt các lệnh trừng phạt, bao gồm đối với các công nghệ quân sự hoặc vi mạch có thể được lắp đặt trong các thiết bị vũ khí. Theo thông tin tình báo do các chuyên gia Ukraine thu thập từ chiến trường, các bộ phận do Trung Quốc sản xuất được tìm thấy trong hệ thống định vị của máy bay không người lái Orlan và hệ thống điều khiển hỏa lực của xe tăng. Reuters hiện không thể xác minh các thông tin tình báo, kể cả việc liệu các bộ phận được đề cập trên được dùng cho mục đích phi quân sự hay được chuyển đến Nga bởi bên thứ ba hay không. Ngày 13 tháng 4 vừa qua, Na Uy thông báo đã trục xuất 15 quan chức làm việc tại Đại sứ quán Nga. Theo Bộ Ngoại giao Na Uy, đây là các nhân viên tình báo nhưng hoạt động dưới vỏ bọc nhà ngoại giao. Theo Sky News, ngày 14 tháng 4, cơ quan an ninh Na Uy tiết lộ các nhà ngoại giao đã tìm cách tuyển mộ các nguồn tin và mua công nghệ tiên tiến. Những người này làm việc cho các cơ quan tình báo GRU, FSB và SVR của Nga. Giám đốc phản gián PST Inger Haaland nói trong một cuộc họp báo, việc trục xuất làm giảm mối đe dọa từ tình báo Nga ở Na Uy. Ông nói thêm, khoảng 40 nhà ngoại giao Nga đang làm việc tại Oslo, tức số lượng bị trục xuất chiếm hơn 1/3 tổng số. Đây là lần đầu tiên Na Uy trục xuất số lượng lớn nhân viên ngoại giao Nga như vậy. TASS cho biết, Moscow sẽ đáp trả các vụ trục xuất. Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận không quân chung với sự tham gia của hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ. Quân đội Hàn Quốc cho biết hôm 14 tháng 4, trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố, oanh tạc cơ B-52H và chiến đấu cơ F-16 của Mỹ, cũng như máy bay chiến đấu F-35A của Hàn Quốc đã diễn tập theo đội hình. Cuộc tập trận trên không diễn ra sau khi Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa hôm thứ Năm, 13 tháng 4. Triều Tiên đã chỉ trích các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc gần đây là làm leo thang căng thẳng và đã tăng cường các vụ thử vũ khí trong những tháng qua. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm 14 tháng 4 lên tiếng cảnh báo Trung Quốc về viễn cảnh sử dụng vũ lực quân sự đối với Đài Loan. Mọi xung đột phải được giải quyết một cách hòa bình. Châu Âu sẽ không chấp nhận bất kỳ thay đổi hiện trạng và vũ lực. Bà tuyên bố sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Tần Cương ở Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh Đức đang theo dõi sát sao tình hình căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Trung Quốc gần đây đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự quanh Đài Loan, trong đó diễn tập tấn công chính xác và phong tỏa hòn đảo. Bắc Kinh tuyên bố đang thử nghiệm khả năng quân sự tích hợp trong điều kiện chiến đấu thực tế. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố các nước muốn tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc thì nên kiên quyết phản đối nền độc lập của Đài Loan. Vấn đề Ukraine, ông Tần Cương cho biết Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hành động vì hòa bình và hy vọng tất cả các bên liên quan giữ thái độ khách quan, bình tĩnh và cùng nhau hợp tác. Ngoại trưởng Đức đến Trung Quốc ngày 13 tháng 4 với mục đích tái khẳng định các chính sách EU đối với quốc gia châu Á. Chuyến thăm diễn ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gây nhiều tranh cãi với các tuyên bố về Đài Loan, Trung Quốc. Theo đài CCTV, binh chủng tên lửa của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA tiếp tục diễn tập thực chiến ngay sau cuộc tập trận Liên hợp Lợi kiếm vừa tiến hành 3 ngày xung quanh đảo Đài Loan. Hoạt động diễn tập của đơn vị tên lửa PLA nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi thời điểm và mọi điều kiện thời tiết. Trong bản tin của CCTV, các đơn vị tên lửa tham gia tập trận đã nhanh chóng vào vị trí. Sau khi di chuyển qua điều kiện hoàn toàn tối đen, đoàn xe chở bệ phóng tên lửa đã diễn tập né tránh sự trinh sát và theo dõi của kẻ địch giả định.
đồng thời giữ cho thông tin chiến đấu được truyền đi an toàn tới bộ chỉ huy. Sau khi đến vị trí chiến đấu, các đơn vị tên lửa đã mô phỏng cách phản ứng khi bị tấn công hạt nhân, sinh học và hóa học, sau đó thực hiện các hoạt động bảo vệ toàn diện và nhanh chóng thiết lập lại chủ chỉ huy. Với kịch bản giả định là mất thông tin liên lạc, cộng thêm một lượng lớn binh sĩ và thiết bị mất khả năng chiến đấu, Trung tá Sen Yang, một tiểu đoàn trưởng trong lực lượng tên lửa BOA cho biết với CCTV, chúng tôi đang ôn lại những bài học rút ra sau cuộc tập trận liên hợp lợi kiếm, trong đó có nội dung mô phỏng các cuộc tấn công trên bộ và trên biển. Thông qua các đợt huấn luyện thực chiến này, các đơn vị tên lửa của Trung Quốc được rèn luyện các năng lực then chốt, bao gồm sẵn sàng chiến đấu, khai hỏa đúng lúc và đảm bảo sát thương hiệu quả. Brazil và Trung Quốc ngày 14 tháng 4 đã ký kết nhiều thỏa thuận dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh vào chiều thứ Sáu. Theo Reuters, Tổng thống Brazil có chuyến thăm tới Trung Quốc nhằm thiết lập lại quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất của quốc gia Nam Mỹ sau nhiều năm mối quan hệ lạnh nhạt dưới thời người tiền nhiệm. Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Brazil trong năm 2009 và là thị trường lớn cho đậu tương, quặng sắt và dầu của Brazil. Brazil hiện là nước nhận đầu tư lớn nhất của Trung Quốc ở Mỹ Latin, đặc biệt cho các đường dây truyền tải điện, cao thế và sản xuất dầu mỏ. Cũng tại Brazil, ít nhất 4 người chết và 13 người bị thương hôm 14 tháng 4 sau một vụ hỏa hoạn tại trung tâm dành cho trẻ em và thanh thiếu niên. Lực lượng cứu hỏa đã được gọi đến lúc 4 giờ 20 phút khi ngọn lửa bùng lên tại một cơ sở từ thiện ở Recife, miền đông bắc Brazil. Hai trong số 4 nạn nhân đã thiệt mạng tại hiện trường. Thị trưởng Recife, ông João Cabos, đã gửi lời chia buồn trên mạng xã hội. Đây là khoảnh khắc đau buồn đối với mọi người. Tổ chức phi chính phủ này đã cung cấp chỗ ở cho trẻ em và thanh thiếu niên trong hơn 30 năm qua, ông João Cabos nói trên Twitter. Chuyên gia Andreas Schechter, người đứng đầu cơ quan giáo dục của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, cho biết trí tuệ nhân tạo AI có thể làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng và chia rẽ toàn cầu. Chuyên gia chia sẻ mối lo ngại trong cuộc phỏng vấn với mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc CCTN. Báo cáo mới nhất của OECD cho thấy AI có thể vượt qua 90% người trưởng thành OECD về khả năng đọc viết và 88% về số học khó. Chuyên gia Schechter, người đứng đầu Bộ Giáo dục và Kỹ năng tại OECD, đồng thời được biết đến là cha đẻ của các bài kiểm tra chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA, đã cảnh báo về khả năng AI gây ra khoảng cách kỹ năng, kỹ thuật số và khiến thế giới quan bị bóp méo. Khoảng cách kỹ thuật số đầu tiên, đó là khả năng tiếp cận công nghệ. Nhưng khoảng cách này đang dần thu hẹp do các công nghệ này ngày càng rẻ hơn. Chúng trở nên hiệu quả hơn, phổ biến hơn. Khoảng cách thứ hai là giữa những người thực sự rất giỏi trong việc tiếp cận thế giới kỹ thuật số và những người trở thành nô lệ của các thuật toán. Nếu không thể hiểu được ý tưởng hay bản chất của một thuật toán, bạn sẽ trở thành nô lệ của thuật toán đó. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó, mọi người đều có thể truy cập công nghệ, nhưng để sử dụng nó một cách khôn ngoan sẽ là thách thức lớn nhất, ông nói. Ông Schechter tin rằng các khoảng cách trên có thể là một trong những thách thức lớn cơ bản do AI mang lại. Trí tuệ nhân tạo không phải là một sức mạnh ma thuật, nó chỉ là một máy gia tốc tuyệt vời, một bộ khuếch đại đáng kinh ngạc. Về cơ bản, trí tuệ nhân tạo sẽ khuếch đại, tăng tốc những gì nó nhìn thấy từ các quốc gia đó đóng góp vào điều này, trong khi các quốc gia không đóng góp vào thế giới thông tin này sẽ thực sự ngày càng tách biệt. Một trong những rủi ro lớn nhất là quan điểm chúng ta sẽ ngày càng bị bóp méo và sẽ chỉ nhìn thấy những gì chúng ta có thể thông qua loại dữ liệu số mà chúng ta có, chuyên gia nói thêm. Bằng nỗ lực cá nhân, một công dân 80 tuổi người Nam Phi vừa nhận bằng tiến sĩ và chứng minh cho thế hệ trẻ thấy việc học không bao giờ là quá muộn. CCTV hôm 9 tháng 4 cho hay, ông Robert Jeffrey, một công dân Nam Phi 80 tuổi vừa nhận bằng tiến sĩ về quản lý kỹ thuật đã giảng đường của Đại học Johannesburg. Được biết, ông Jeffrey đã làm việc 30 năm trong lĩnh vực năng lượng. Sau khi mất khả năng sử dụng đôi chân, phải nghỉ hưu và ngồi xe lăn, ông có ý định sử dụng kinh nghiệm làm việc của mình để theo đuổi bằng cấp. Từ đó, ông lên kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu. Quyết định của ông Jeffrey đã khiến giáo sư Andre Nell tại Đại học Johannesburg ngạc nhiên. Hầu hết các nghiên cứu sinh tại trường đều dưới 35 tuổi. Tôi tự hỏi liệu mình có đang bị chơi khăm hay không, bởi không phải ngày nào cũng có người trên 70 tuổi bước vào văn phòng của bạn và nói, tôi muốn làm một nghiên cứu sinh với chủ đề quản lý kỹ thuật, giáo sư Andre Nell nhớ lại. Mặc dù vậy, Jeffrey tỏ ra là một nhân vật xuất sắc
khi luận án mất 4 năm để hoàn thành với đề tài giải pháp phát triển nguồn phát điện ở Nam Phi. Không những vậy, tinh thần làm việc của ông Jeffrey cũng rất đáng hoan nghênh. Giáo sư Andre Neil cho biết là một nghiên cứu sinh, nhưng ông Jeffrey có cách tiếp cận vấn đề rất rõ ràng. Bên cạnh đó, ông Jeffrey luôn chăm chỉ, tận tụy và đam mê với đề tài đã chọn. Ông Jeffrey là minh chứng cụ thể cho quan điểm không bao giờ quá muộn để theo đuổi ước mơ. Bạn có thể làm được điều đó ngay cả khi bạn đã 70 tuổi và sức khỏe không đủ tốt. Khi bước lên sân khấu nhận bằng tiến sĩ hôm 23 tháng 3, ông Jeffrey đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của những người có mặt tại buổi lễ. Tôi rất lo lắng nhưng cũng tự hào vì có thể ngồi giữa nhiều người đã hoàn thành công trình nghiên cứu. Tôi đã thành công trong một việc làm mà tôi không bao giờ ngờ tới, ông Jeffrey chia sẻ. Ông Jeffrey cũng cho biết sẽ tiếp tục với công việc viết lách khi ông luôn muốn chia sẻ kinh nghiệm làm việc của mình. Ngoài ra, sau khi đã hoàn thành ước mơ với những bước đi táo bạo, tiến sĩ Jeffrey giờ đây có thể an tâm dành thời gian cho những thú vui khác trong cuộc sống. Hợp tác với những người bán rau quả cùng các gia đình, Paulton Anrotan đang biến rác thải của mọi người thành những món đồ thời trang. Nữ doanh nhân 28 tuổi người Jordan sử dụng vỏ hành tây, cam, xoài và kiwi để tạo ra vải sinh học và sản xuất quần áo cũng như những phụ kiện đi kèm. Chúng ta đều biết rằng mọi người đang sử dụng nhiều túi nhựa và chất liệu này cũng đang xâm nhập nhanh chóng vào ngành thời trang. Nhưng điều đó rất có hại cho môi trường. Mọi người đang quyết liệt loại bỏ. Do đó mà tôi nảy ra ý tưởng sử dụng rác thải thực phẩm để tạo ra chất liệu như nhựa. Nhưng loại nhựa này có thể phân hủy sinh học. Anrush Han, người sáng lập công ty thiết kế vật liệu và công nghệ sinh học Pyopor, chia sẻ với Reuters. Anrush Han cho biết, cô đặt mục tiêu giảm thiểu tác động môi trường của ngành thời trang và coi thời trang là phương tiện để nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường. Sử dụng in 3D, cô đã tạo ra một chiếc váy bằng vải dệt được trang trí bằng những tấm vành LED trắng để tạo hình giống như muối của biển chết. Tôi muốn kết nối môi trường với văn hóa. Như chúng ta biết, mực nước ở biển chết đang giảm với tốc độ 35% và muối của nó đang bị lãng phí. Tôi muốn tạo ra sản phẩm lấy cảm hứng từ muối của biển chết, cô Anrush Han nói. Anrush Han từng học kiến trúc và cũng là nhà nghiên cứu về khoa học công nghệ thiết kế. Cô từ bỏ công việc trong lĩnh vực kiến trúc để theo đuổi đam mê riêng để sản xuất những bộ thời trang riêng thay vì mua chúng. Theo Reuters, cô từng giới thiệu sản phẩm đến châu Âu, Dubai và cũng đang kinh doanh online. Bão Isa cực mạnh hôm 14 tháng 4 đã đổ bộ vào bờ biển Tây Bắc nước Úc. Đây được xem là cơn bão mạnh nhất tấn công khu vực trong hơn một thập kỷ. Dù vậy, Reuters dẫn lời nhà chức trách mới đây cho biết, cơn bão đến giờ không ảnh hưởng nghiêm trọng tới khu vực đông dân cư, bao gồm cả trung tâm xuất khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới tại Port Hedland. Bão Isa đổ bộ vào sáng sớm thứ Sáu 14 tháng 4, với cường độ cao nhất theo thằng đo sử dụng phổ biến ở Úc. Cơn bão sau đó tấn công vào đất liền, khiến giới chức kêu gọi người dân ở yên trong nhà, cố gắng trú ẩn an toàn. Chủ yếu bão càng quét ở các vùng xa xôi hẻo lánh. Cơ quan khí tượng Úc cho biết bão Isa đã lập kỷ lục, với số liệu ban đầu ghi nhận cơn bão duy trì sức gió 218 km/h trong 10 phút khi đi qua đảo Petau, cách bờ biển khoảng 40 km. Kỷ lục trước đó thuộc về cơn bão George năm 2007, cũng tấn công cùng địa điểm, có sức gió 194 km/h. Hiện bão Isa đã suy yếu nhưng vẫn giật tới khoảng 170 km/h. Dự báo, bão sẽ suy yếu xuống thành áp thấp nhiệt đới trong đêm nay và di chuyển vào các khu vực phía nam của lãnh thổ Bắc Úc. Mưa lớn được dự báo trút xuống ở một số khu vực có khả năng gây ra lũ quét. Theo Reuters, hàng trăm người di cư từ Venezuela ở thành phố biên giới Ciudad Juárez của Mexico hiện trú ẩn trong một tòa nhà bỏ hoang với điều kiện tồi tàn, trong khi chờ đợi được nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Vì muốn tránh ngủ trên đường giữa cái lạnh buốt giá, người di cư đã quyết định trú ẩn trong một tòa nhà bỏ hoang, dù các bức tường đã đổ vỡ, cũng như không có điện và nước sinh hoạt. Ronald Vargas, một người di cư Venezuela cho biết, đôi khi tin tức nói rằng chúng tôi đang sống trong các trung tâm nơi trú ẩn, thực tế không phải vậy. Theo Reuters, người di cư nấu ăn với căn bếp dã chiến, ngủ trong túi ngủ hoặc lều và xếp hàng nhận thực phẩm quyên góp. Họ cố gắng bám trụ trong khi đều đặn kiểm tra ứng dụng CBB One của chính phủ Hoa Kỳ để xin tị nạn ở phía bên kia biên giới. Chính quyền Tổng thống Joe Biden vào tuần tới sẽ bắt đầu thử nghiệm hệ thống sàng lọc đơn tị nạn nhanh hơn đối với những người di cư ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico, nhờ vào ứng dụng CBB One cho phép đặt hẹn xem xét đơn tị nạn. Điều này nằm trong sự chuẩn bị của Mỹ để chấm dứt một quy định hạn chế biên giới vì COVID-19, dự kiến bãi bỏ vào tháng 5 tới. Tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden gần đây đã áp đặt các hạn chế mới với người di cư,
giữa lúc số người bị bắt khi vượt biên trái phép gia tăng kỷ lục. Cuộc chiến diệt chuột không hồi kết của thành phố New York, Mỹ đã có tướng chỉ huy mới. Thị trưởng Eric Adams hôm 12 tháng 4 thông báo, cựu giáo viên Kadin Cordoni đã được bổ nhiệm làm thủ lĩnh diệt chuột đầu tiên của New York. Đây là một phần trong nỗ lực của ông Adams nhằm chống lại số lượng loài gặm nhấm đang ngày càng tăng ở thành phố đông dân nhất nước Mỹ. Cựu giáo viên Cordoni có chức danh chính thức là giám đốc giảm thiểu loài gặm nhấm trên toàn thành phố New York. Trong cuộc họp báo vừa qua, bà nói, chúng ta đã có một người giám sát mới. Mọi người sẽ nhìn thấy tôi nhiều hơn và nhìn thấy chuột ít hơn. Thị trưởng Adams, người thường bày tỏ sự căm ghét sâu sắc đối với loài chuột, vào năm ngoái đã đăng tuyển thủ lĩnh diệt chuột, mô tả công việc yêu cầu một người có khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng, sẵn sàng truy cùng đuổi tận bọn gặm nhấm phá phách. Mức lương hàng năm vào khoảng 120.000 đến 170.000 đô la. Bà Cordoni, cựu giáo viên, không phải là tay mơ trong cuộc chiến diệt chuột. Trước đây bà đã giám sát các nỗ lực giảm thiểu chuột tại các trường công của thành phố New York. Theo dữ liệu của thành phố, số lượng chuột đã tăng vọt trong những năm gần đây. Một số quan chức cho biết, sự gia tăng của hoạt động ăn uống vỉa hè đã góp phần làm trầm trọng vấn đề. Tuy vậy, các tiệm ăn lề đường vẫn được chính quyền cho phép để giúp các hộ kinh doanh phục hồi sau Covid-19. New York không thể thống kê chuẩn xác số lượng chuột hoành hành, nhưng một nghiên cứu năm 2014 đưa ra con số khoảng 2 triệu, nghĩa là cứ 4 dân New York thì có một con chuột. Thị trưởng Adams đã đưa ra hàng loạt biện pháp để diệt chuột, loài vật mà ông xem là kẻ địch số 1 của thành phố. Trong những tháng gần đây, chính quyền của ông Adams đã giới hạn thời gian đặt túi rác trên vỉa hè, cũng như yêu cầu người dân giảm lãng phí thực phẩm. Chuột nâu được cho là đã tới New York trong giai đoạn chiến tranh cách mạng Mỹ vào thế kỷ 18, bất chấp thành phố suốt nhiều năm nay ra sức diệt chuột ở các con hẻm và ga tàu điện ngầm, nhưng loài chuột nâu với dân số hàng triệu con đã tỏ ra cực kỳ xảo quyệt và giỏi ẩn nấu. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.